Minh Ngọc xin bến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay Quý vị và các bạn thân mến Thanh xuân như một dòng nước mắt lành trong cuộc đời Luôn là quãng thời gian hạnh phúc một đi không trở lại Nhưng cũng chính trong những năm tháng thanh xuân ấy Chúng ta lại có thể bị vấp ngã, sai lầm Những sai lầm có thể khiến con đường tương lai bị chạch theo một hướng khác cô gái trong câu chuyện của chúng ta hôm nay, ngay ở ngưỡng cửa cuộc đời tươi đẹp của mình đã phạm phải sai lầm, chẳng cố ý mà cô đã đánh mất cả người bạn thân, bước vào một cuộc hôn nhân khiến mình bị khinh rẻ, bao nhiêu nước mắt lăn dài cả quãng đời tuổi trẻ chỉ vì một phút sai lầm. Câu chuyện buồn ấy có phút nào bừng sáng? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện éo le này các bạn nhé. Audio truyện hay tin rằng những phút giây hòa cùng cảm xúc của câu chuyện sẽ đem đến cho chúng ta những điều vô cùng ý nghĩa. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trở về nhà sau một ngày bận rộn, Vân thả mình chìm sâu vào chiếc giường ấm áp trong căn phòng nhỏ 16 m vuông. Người phụ nữ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bầu trời đã phủ kín một màu tuyết trắng. Hàn Quốc đã vào độ đông, tiết trời trở nên giá rét và nỗi cô đơn như càng đè nặng lên trái tim Vân. Đồng nghiệp và mọi người xung quanh hay gọi Chiêu Vân là người phụ nữ vô cảm nhất mà họ từng gặp. Vì Vân năm nay đã 26 tuổi nhưng vẫn một mình, không chồng cũng chẳng con, lại còn rất ít bạn bè. Thậm chí không ai thấy Vân qua lại với người đàn ông nào. Vân đến Hàn Quốc vào khoảng một năm trước Mọi người xung quanh không biết nhiều về cô, chỉ biết Vân sang Hàn Quốc theo diện học thạc sĩ và hiện đang làm thêm tại một cửa hàng mỹ phẩm, chủ yếu là để giết thời gian, chứ cũng không nặng chuyện tiền nong là bao. Cô rất ít nói, lại chẳng thấy sao tiếp gì nhiều, nên trong cửa hàng và cả trường, Vân không có lấy một người bạn thân thiết. Vì lẽ đó, mà cũng không ai biết một chuyện rằng Vân đã có một đời chồng và đáng lẽ cô đã có một đứa con trai nhưng đời lắm sự chớ trêu cuộc hôn nhân vốn không suôn sẻ của vân rốt cuộc lại trở thành nấm mồ chôn khuất đứa con đầu lòng của chính mình trở lại khoảng thế gian khi còn ở việt nam vào lúc mà vân chỉ vừa mới tốt nghiệp tại một trường đại học thuộc top của thành phố sở hữu vẻ ngoài diễm lệ cùng nụ cười ngọt ngào hơn nữa lại thông minh và học hành giỏi giang Vân đã khiến cho không biết bao nhiêu chàng trai hào hoa si mê cô nàng, nhưng nàng lại một lòng chăm chỉ học tập nên chẳng để lời ong bướm của ai lọt vào tai. Cuộc sống của Vân khi đó chỉ có một vòng lặp duy nhất, từ chỗ làm đến nhà rồi lại từ nhà đến chỗ làm lúc ấy có lẽ sự biến đổi duy nhất mà vân cho phép xuất hiện trong cuộc đời mình chính là my my là bạn học cùng lớp chuyên ngành khi còn học đại học của vân từ khi gặp my my gặp vân đã luôn bám dính lê cô my nói rằng mình thích những người bạn thông minh lại còn xinh đẹp nên rất muốn làm bạn với vân mới đầu vân cảm thấy my khá phiền phức nhưng rồi dần già, sự xuất hiện của mi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời vốn chỉ tồn tại những vòng lặp tẻ nhạt của Vân. mi cũng có ngoại hình xinh xắn, nhưng trái ngược với Vân thì mi lại rất hoạt bát, tính tình cởi mở và giỏi ăn nói. Cũng vì sự đối lập đó mà hai người như nam châm trái đất hút giấu nhau. mi trở thành người bạn duy nhất và cũng là người mà vân trân trọng nhất trong suốt quãng thời gian học đại học. vân và mi như hình với bóng cuốn quýt đến độ ba mẹ vân cứ hay đùa rằng chẳng khéo hai đứa lại không lấy được chồng vì cứ gắn bó với nhau mãi. vân cũng cỡ rằng tình bạn này sẽ cứ như vậy mãi cho đến khi mi thông báo đã có người yêu. người yêu mi tên là tùng là đàn anh cùng khoa khóa trên hồi đại học nhà giàu lại đẹp trai cao giáo Nên mấy em gái khối dưới cứ là điêu đứng hàng dài Vân biết Mi đang hẹn hò với anh ta Thì bất ngờ lắm Vì vốn trước đây Tùng đã từng công khai theo đuổi Vân Giờ đây lại quay sang yêu đương với bạn thân của mình Cả khoa ai chẳng biết Mi và Vân thân đến độ nào Không thể nói là không biết hai người là bạn thân Nên Tùng mới quen Mi được Chưa kể Tùng là một tay chơi đào hoa có tiếng ở trường. Bản thân mình qua lại với một người như thế khiến cho Vân cảm thấy lo lắng. Mặc cho Tùng được mọi người tung hô vì ngoại hình sáng sủa, khả năng chơi đàn hát hò thuộc vào hàng ca sĩ. Nhưng trong mắt Vân mà nói, chính là một tên điên, một kẻ đeo bám, có phần biến thái. Lúc theo đuổi Vân, Tùng không tiếc tay chi tiền, nào hoa, nào bánh và hàng hà xa số những món quà đắt đỏ vân chưa từng nhận bất kỳ thứ gì mà tùng tặng lần nào tùng mang quả đến vân cũng đều thẳng thừng từ chối và không dây dưa hết nhắn tin gọi điện tùng thậm chí còn từng thuê một căn phòng gần nhà của vân để tiếp cận cô phải mãi đến khi gia đình tùng can thiệp lôi tùng về thì những tháng ngày tùng đeo bám vân mới kết thúc nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ đó lại khiến vân cảnh giác với tùng hơn nhưng cô lại chưa từng kể lại câu chuyện này cho My và cũng dần quên đi người con trai tên Tùng ấy. Vậy mà giờ đây, tên đeo bám ấy lại lảng vảng theo người ở xung quanh cô. Vào một hôm, My như thường lệ đến nhà Vân chơi. Vân đã lấy hết dũng khí để định bộ cảnh báo với My về Tùng. My với anh Tùng quen nhau bao lâu rồi? Vân rè rạt hỏi cô bạn thân đang thao thao bất tuyệt với anh bạn trai của mình. Bao lâu ấy hả? Để xem nào, tầm 6 tháng hơn rồi đấy mi hồ hởi trả lời khuôn mặt rạng rỡ có phần tươi tắn hơn bình thường anh tùng có kể gì với mi không vân ngập ngùng chuyện tình cảm trước đây của anh ấy chẳng hạn mi biết đó vân nghe được nhiều tin đồn không hay ho lắm với anh ý ừ, hình như là không có kể gì thì phải mà mi cũng không hỏi đến mấy chuyện đó Mi nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai Mấy cái đó không quan trọng mà Ai mà chẳng có quá khứ Cứ tọc mạch mãi Thì làm sao hướng đến tương lai được Nên Mi không có hỏi về chuyện cũ của anh Tùng Quan trọng là hiện tại Anh ấy rất tốt với Mi Bọn Mi đang rất hạnh phúc Nhưng mà hồi đó Vân đang định đánh tiếng về câu chuyện đeo bám của Tùng Thì Mi đã vội gạt đi Thôi mà Mi biết Vân lo lắng cho Mi Nhưng Mi cũng nói rồi đó không thử thì làm sao biết được Mọi chuyện bây giờ đang rất tốt phải không Đừng có suốt ngày cứ nghĩ ngợi như bà cụ non thế Mau già lắm Lời nói có chút đùa nghịch Nhưng ý niệm chắc nịch của mi Về mối quan hệ với Tùng Cũng qua đó mà được thể hiện rõ ràng Vân lặng lặng Nghe cô bạn trả lời Rồi nén một tiếng thở dài Cô tự chấn an rằng Có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều Có thể trước đây còn non trẻ sẽ dẫn đến những hành vi hơi bồng bột không biết chừng bây giờ tùng đã thay đổi vì mi mi nói đúng quan trọng là hiện tại hai người đang vui vẻ miễn là bạn mình hạnh phúc thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả mặc dù vậy vân vẫn không buông bỏ cảnh giác của mình đối với tùng trong quá trình mi và tùng hẹn hò cả bọn có đi chơi với nhau khá nhiều lần thật sự mà nói điều này làm cho vân thấy không được thoải mái lắm trái lại Tùng vẫn bình thản và cư xử rất tự nhiên, như trước đây chưa từng có việc Tùng theo đuổi Vân. Vân dần lấy cớ tăng ca và nhận thêm dự án ở công ty mà từ chối đi chơi với Tùng và My. Mới đầu cô chỉ từ chối lấy lệ vài lần, nhưng rồi sau một thời gian thì Vân tuyệt đối không xuất hiện cùng một nơi với Tùng nữa. Phần vì không thích người bạn trai này của bạn thân mình, phần vì vẫn nhớ đến những năm tháng Tùng nhiệt tình theo đuổi khiến Vân cảm thấy rất khó xử. Được một năm hơn, thì Mi bỗng dưng thông báo rằng mình phải đi du học ở Hàn Quốc. Nhận được tin, Vân vừa buồn vừa vui, vui cho Mi vì đi du học ở Hàn Quốc chính là niềm mong mỏi lớn nhất của Mi. Thấy bạn thân mình có thể đến nơi mà cô ấy mơ ước, khiến Vân thật sự hạnh phúc cho Mi. Nhưng buồn vì người bạn cuốn quýt duy nhất với mình suốt 6 năm qua sắp sửa phải đến một nơi xa lạ sẽ không còn ai kề cận bên cô mỗi ngày nữa. Nghĩ đến đó, lại khiến Vân cảm thấy quặn thắt trong lồng ngực. Ngày Mi ra sân bay, Mi không cho gia đình mình ra tiễn vì sợ bản thân khi nhìn thấy gia đình sẽ không đỡ rời đi. Ngày Mi ra sân bay, chỉ có Vân và Tùng đến tiễn cô. Vân đã khóc rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên mà Vân để cho Mi thấy được trọn vẹn dáng vẻ yếu đuối của mình. Mi cũng bật khóc nức nở ôm lấy người bạn thân đã không rời nửa bước từ thời sinh viên. Mi sẽ tranh thủ với thăm Vân mà, đừng có khóc nữa. Mi vừa nói, vừa nức lên từng đợt, vẫn ôm chặt lấy Vân. Đợi dự án xong xuôi, Vân sẽ thang tìm Mi. Mi nhớ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vân thút thít, dúi vào tay Mi một chiếc túi thơm xinh xắn. Cầm cái này, nơi ở mới sẽ có mùi nhựa nhà, là mùi oải hương mà Mi thích nhất đó. Đi nhanh rồi về ngay chưa? Mi cầm lấy cái túi thơm, ôm chặt trong lồng ngực rồi đưa tay lau nước mắt. Đã đến giờ khởi hành, Mi chậm chậm sửa soạn hành trang, ôm lấy Vân một lần nữa. Mi nhìn đến đằng sau, nơi Tùng đang đứng, cô từ từ buông Vân ra và đi đến ôm lấy người bạn trai của mình. Tùng và Mi đã duy trì mối quan hệ này hơn 2 năm, cũng may là không có vấn đề gì xảy ra cả. Tùng có vẻ thật sự rất nghiêm túc ở bên Mi và hai người trông rất hạnh phúc khi ở bên nhau vân cũng đã không còn quá chấp niệm mà ghét bỏ tùng nữa họ giờ đây là những người bạn có chung một người quý giá để trân trọng là mi vân có nghe mi kể rằng tùng đã khóc rất nhiều khi biết tin mi phải đi du học và hai người cũng đã hứa rằng sẽ đợi nhau và tiếp tục mối quan hệ này mi đùa rằng lúc mình đi vân phải liệu mà phụ giữ người yêu cho mình không được để ong bướm xung quanh làng vàng đến gần tùng không đợi mi nhờ vả vân cũng tự nhủ lòng sẽ luôn để mắt đến tùng để đợi đến ngày mi trở về những tường mọi thứ có thể tốt đẹp mãi như thế cả ba sẽ có thể giữ được vẹn nguyên tình bạn tình yêu mà mình luôn trân trọng nhưng hạnh phúc thường không kéo dài được lâu Vân vẫn thường xuyên gọi điện cho Mi. Họ chia sẻ về tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù xa cách về mặt địa lý, nhưng tâm hồn đồng điệu cùng sự thấu hiểu đã giữ cho trái tim của hai cô gái luôn được cận kề. Chưa bao giờ Vân cảm thấy tình bạn này vì khoảng cách mà bị phai dần đi cả. Ngược lại, ở xa nhau như thế lại càng khiến cho Vân cảm thấy yêu thương Mi hơn. Đối với Vân bây giờ, Mi chính là người nhà, thành viên trong gia đình không thể nào thiếu của Vân. Một tuần nữa là sinh nhật lần thứ 25 của My, cũng tức là đã gần một năm kể từ ngày My đến Hàn Quốc. Vân nhận được tin nhắn từ Tùng. Vân ơi, tuần sau sinh nhật My rồi đấy, anh định là sẽ set up ở nhà anh xong, mời gia đình My và vài người bạn bè thân thiết đến và phết thêm cho em ấy cùng đón sinh nhật. Em thấy như vậy có ổn không? Ý tưởng này hay đó anh Vậy em sẽ phụ chuyện nấu nướng Anh lo mấy phần trang trí và mời mọi người nhé Cảm ơn em Được vậy thì tốt quá Hẳn là My sẽ vui lắm Vậy hẹn em 7 giờ tối thứ 7 tuần sau Sang nhà giúp anh chuẩn bị với nhé Anh sẽ gửi địa chỉ Vân cực kỳ hào hứng với kế hoạch của Tùng Đây là năm đầu tiên Mi phải đón sinh nhật Ở một nơi đất khách quê người Cô nàng hay gọi kể với Vân rằng Do cô chưa sỏi tiếng Nên rất nhát Chẳng có bạn bè nào phải đón sinh nhật một mình như thế, hẳn là rất cô đơn. Chiều ngày thứ bảy, Vân theo địa chỉ mà Tùng gửi đi đến nhà, cùng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vân đứng trước cửa phòng 805 của Tùng rồi bấm chuông cửa, rất nhanh Tùng đã xuất hiện, thấy Vân tay sách nặng, Tùng cười khổ, sao không bảo anh xuống sảnh đón lên mà bê nặng thế em. Vừa nói, Tùng vừa lấy bớt đồ từ trên tay của Vân. Không sao mà, cũng không có là bao ạ. Anh hẹn mọi người 10 giờ đúng không? Bên Hàn khi ấy là 12 giờ đêm luôn nhỉ Bây giờ em vào làm luôn cho kịp Vân vẫn nở nụ cười Nhanh nhẹn bước vào trong Và lia mắt tìm đến khu bếp Nhìn thấy chiếc tạp dề treo bên cạnh tủ lạnh Cô lấy xuống rồi hỏi với ra sau lưng Em mượn cái tạp dề nhá Anh Tùng Em lấy dùng tự nhiên Đồ bếp anh cũng soạn sẵn Có thiếu dụng cụ gì thì bảo để anh tót đi mua ngay Vân gật đầu Cô đi ra phòng khách ngó nghiêng Phòng khách đã được Tùng trang trí rất bắt mắt bóng bay kín cả trần nhà và trải đều trên nền nhà. Một lãng hoa to được đặt ở trên bàn khách, trên tường còn có treo rất nhiều ảnh của Tùng và mi tạo thành hình trái tim. Vân cảm thán, anh khéo tay thế, lại còn trang trí tông màu tím mà mi thích nữa. Vân sơ ngón tay cái để khích lệ và tán dương sự kỳ công mà Tùng dành cho người yêu. Tùng gãi cái đầu, lần đầu làm nên ban sáng nó bung bét cả, anh phải ngồi hy hụi làm lại thêm mấy lần mới ra được cái thành quả đó đấy nhưng xứng đáng mà anh nhỉ? Vân mỉm cười, nghiêng đầu, nhìn các dãy hình được xếp ngay ngắn trên tường. Ờ, Tùng cũng vô thức nhìn vẻ dạng dỡ của mi trong những bức hình mà mỉm cười, vì em ấy xứng đáng mà. Tán cậu xong, hai người lại bắt tay vào làm nốt những công việc giang dở, thoát cái đã đến gần nửa đêm. Mọi người đã tụ tập đông đủ, Tùng canh giờ gọi cho mi đúng 12 giờ đêm ở Hàn My nhận cuộc gọi mọi người ào ra trước màn hình làm cho My bất ngờ My bật khóc sau đó được cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến cả nhà quây quần bên màn hình lớn đang gọi cho My cùng nhau ăn uống chuyện trò như thể My cũng đang ở đây kế hoạch sinh nhật cực kỳ thành công My đã khóc hết nước mắt và nói rằng đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong suốt 25 cuộc đời của cô. Sau khi tắt điện thoại với mi mọi người vẫn nán lại uống rượu và tán gẫu thêm một lúc lâu. Lúc này đã là 2 giờ sáng ở Việt Nam, tiệc tàn và mọi người cũng đã về hết. Chỉ còn Vân ở lại giúp Tùng dọn dẹp sau bữa tiệc. Dọn dẹp xong, Tùng nhìn chai vang trên bàn, vẫn còn hơn phân nửa thì nói đùa vui với Vân. Này, vẫn còn rượu, mồi nhắm cũng đầy đủ, hay anh em mình làm nốt tăng nữa đi, không đợi phí. Vân lúc này cũng đã chánh choáng say, sẵn đang cao hứng, cô gật đầu đồng ý. Cũng được đấy, dù gì mai sáng em không cần đi làm, lâu rồi không được uống vui như thế. Tùng có hơi bất ngờ vì Vân lại đồng ý với lời bông đùa của anh. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Tùng lấy hai cái ly mới rồi rót rượu và bày một số hoa quả cùng phô mai còn thừa ra đĩa rồi hai người lại tiếp tục uống cùng nhau. Vân này, Tùng lắc lắc ly rượu trên tay rồi nhìn về xa xăm. Em có nhớ lúc anh theo đuổi em không? Gì thế? Sao tự dưng lôi chuyện đó ra vậy? Vân phụt cười, nhớ lại dáng vẻ kỳ lạ của Tùng lúc theo đuổi mình. Ký ức ấy, vốn Vân đã không còn nhớ rõ nữa. Nay Tùng lại đem ra để làm đề tài nói chuyện. Thật ra, anh đã luôn muốn xin lỗi em. Lúc đó anh tệ thật. Tùng nhấp một ngụm rượu, bản thân hồi tưởng lại ký ức lúc trẻ tuổi bông bột của mình. Anh thấy có lỗi nhiều nhưng chưa một lần dám đối mặt thẳng thắn cả em có còn giận anh nhiều không thấy vẻ áy náy của Tùng Vân cũng chỉ khẽ cười cô nhìn ly rượu đang cầm trên tay rồi thở một hơi dài mới đầu nghe tin anh và Mi hẹn hò em đã rất sốc lúc đó em ghét anh lắm anh cũng biết bản thân mình có nhiều tin đồn không hay ho mà thêm cả các lần anh cứ bám theo em em đã định bụng bảo Mi tránh xa anh ra cơ cũng phải Tùng thở dài một hơi Ai lại muốn bạn thân nhất của mình dây vào một người như anh chứ? Đúng vậy, nhưng mà... Vân dừng lại một nhịp, cô rời tầm mắt của mình từ lưu rượu trên tay sang nhìn Tùng. Anh đối xử với bạn em rất tốt, nên em đã không còn ghét anh nữa. Anh đó, liệu thần mà đối xử với mi cho hẳn hoi tử tế, anh mà làm bạn em buồn, ấy, em sẽ không tha cho anh đâu. Tùng bật cười khanh khách trước lời đe dọa của Vân. Anh đưa ly vang của mình đến rồi cụng nhẹ với ly của Vân. Em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến Bi được hạnh phúc. Em cũng hãy ở bên mi thật lâu nhé. Vân cũng cười, rồi đưa ly rượu lên, hợp một ngụm như ngầm đồng ý với câu nói của Tùng. Sáng hôm sau, tiếng chim hót và một vài tia nắng đã khiến Vân tỉnh giấc. Cơn say hôm qua vẫn còn làm Vân choáng váng. Vân khẽ nhíu mày, chậm chậm mở mắt cho nhãn cầu quen với ánh nắng. Hình như hôm qua, lúc ngủ quên kéo rèm lại thì phải bình thường trong phòng cô đâu có nhiều nắng thế này vân mở mắt hẳn rồi ngồi dậy cảm nhận một cơn nhức mỏi ập đến cơ thể tê dần khiến vân nhăn nhó khi đã hoàn toàn tỉnh táo vân hốt hoảng nhận ra rằng trên người mình đang không có mảnh vải nào để che thân vân nhìn xung quanh và nhận ra đây không phải là phòng của mình chưa kịp hết cơn choáng váng vân chợt phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông và cũng không mất quá lâu để vân bàng hoàng nhận ra người đàn ông đó chính là tùng tùng đang nằm cạnh vân và cả hai đều không mặc gì cả nhìn quần áo vương vãi khắp phòng khiến vân như không thể tin được vào mắt mình đêm qua cô thật sự đã ngủ với tùng Vân hớt thải kéo chăn, quấn qua loa lên người, rồi gom quần áo ở dưới đất lên chạy biến vào nhà tắm. Bị cử động của Vân làm cho tỉnh giấc, bấy giờ Tùng mới mở mắt. Anh ôm đầu, và tiếng động phát ra từ nhà tắm khiến cho Tùng choàng tỉnh. Tùng cũng đã ý thức được tình hình và nhớ lại cơ sự tối hôm qua. Sau khi hai người uống hết chỗ rượu còn sót lại, bằng một cách nào đó những con ma men lại lao vào nhau như thiêu thân họ mây mưa đến gần sáng thì thiếp đi tùng nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo vừa lúc đó vân từ phòng tắm bước ra hai người bốn mắt nhìn nhau trong sự bối rối tột cùng vân à tối qua tùng định mở lời trước nhưng rất nhanh vân đã cắt ngang anh tùng làm ơn xem như tối qua giữa em và anh không xảy ra chuyện gì cả được chứ thời gian tới cho thấy khi mi về mình đừng gặp nhau sẽ tốt hơn Vừa nói, Vân vừa lướt qua Tùng, nhanh tay cầm lấy túi và áo khoác đi nhanh ra về phía cửa. Không đợi cho Tùng nói thêm lời nào, Vân nhanh chóng ra về, bỏ lại Tùng cứng đờ như một pho tượng. Mọi chuyện diễn ra quá hoang đường, quá đột ngột khiến cho Tùng không biết phải phản ứng như thế nào và vào lúc này. Bẵng đi mấy tuần sau đó, cả Tùng và Vân đều không ai liên lạc cho ai từ sau khi từ nhà tùng về vân đã không thể ngừng khóc và trách cứ bản thân mình khốn nạn tại sao lại là với tùng trong tất cả những người đàn ông trong cuộc đời này tại sao cô lại ngủ với người yêu của bạn thân mình như thế cảm giác tội lỗi như dân nút chừng lấy vân vân không kể chuyện này cho my biết cô không biết phải đối mặt với my như thế nào sau những gì mình đã làm vân rất sợ sợ rằng vì chuyện này sẽ khiến cô mất đi người bạn đáng quý nhất của mình Vân đã dự định sẽ không gặp Tùng, cô chặn toàn bộ số liên lạc và cố chân an bản thân xem như chưa từng có ngày hôm đó xảy ra. Dù gì, mọi người đều đã là người trưởng thành, sai lầm này nếu như qua loa có thể bỏ qua được, chỉ cần cả cô và Tùng đều không nói cho Mi hay bất kỳ ai biết. Vân vẫn sẽ giữ được tình bạn của mình Tùng và Mi Thì vẫn có thể hạnh phúc Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy Người tính không bằng trời tính. Vân đã có thai, cầm que thử thai với hai vạch đỏ thẫm trên tay, khiến Vân suy sụp hoàn toàn. Hai tháng từ sau cái đêm định mệnh đó, Vân liên tục nuôn mửa, ăn uống không ngon miệng. Và quan trọng hơn là cô đã chậm kinh hai tháng liền. Cô không tin rằng bản thân đã mang thai. Không cam tâm rằng các nghịch cảnh chỉ có ở trong phim này lại dáng xuống đầu mình vân một mình đến bệnh viện phụ sản cầm tờ giấy kết quả siêu âm trong tay vân chết tâm hoàn toàn cô loạng choạng bước ra khỏi cổng bệnh viện rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở tùng nhìn tin nhắn vừa được gửi tới trong điện thoại một dòng số không được lưu nhưng lại rất quen thuộc tim tùng bỗng hẫng đi một nhịp mở điện thoại và đọc nội dung tin nhắn tùng chết lặng chiếc điện thoại rơi khỏi tay và nằm im trên sàn nhà em có thai rồi anh gặp em chút được không hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần công ty của vân vân đã đến từ sớm cô căng thẳng bấu lấy lòng bàn tay càng căng thẳng cô bấu lấy nó càng mạnh ngay lúc lòng bàn tay đang sắp bị bấu đến bật máu thì tùng xuất hiện tùng lặng lẽ đến ngồi đối diện vân cả hai im lặng một lúc lâu anh sẽ chịu trách nhiệm với Em sẽ phá thai Tùng và Vân đồng thanh nói cùng một lúc Nhưng nội dung câu nói Lại hoàn toàn khác nhau Cái gì cơ Tùng bàng hoàng Em không thể làm thế Đó là một sinh mạng Nhưng sinh mạng này đến sai thời điểm Vân cúi gầm mặt Và sai người rồi Nước mắt lã trã rơi trên gương mặt Vân Cô thật sự đang rất rối Không biết nên làm gì cả thật tâm cô không hề muốn bỏ đi sinh linh này lỗi lầm của người lớn làm sao có thể bắt một hình hài còn chưa thành hình gánh chịu được chứ nhưng nếu cô giữ lại đứa bé này thì làm sao cô có thể đối mặt với mi nữa đây chưa kể họ hàng bạn bè mọi người ai cũng biết mối quan hệ của ba người nếu cô thật sự giữ đứa bé lại liệu rằng cô có đủ dũng khí để ngẩng cao đầu sống và nuôi nấng nó hay không tùng siết lại nắm đấm anh đập tay xuống bàn Em đừng có nói những lời xáo rộng nó nữa Chuyện đến nước này thì mình cũng đâu còn cách nào khác hả em Đứa nhỏ không có tội tình gì cả Nó còn là con anh Anh không cho phép em tước đi sinh mạng của con đâu Vân à Tùng đứng dậy Rồi đến quỳ một chân trước mặt Vân Anh nắm lấy tay Vân rồi nói Anh biết mối quan hệ của anh và em với mi là quá sức phức tạp nhưng mình chỉ được chọn một thôi em em không có cách nào để chọn giữa đứa bé này và mi cả mi sẽ tổn thương nhưng rồi ông trời nhất định sẽ bù đắp cho em ấy còn đứa trẻ vô tội này nếu như em đành đoạn hy sinh nó ông trời sẽ mãi mãi dằn vặt và không bao giờ tha thứ cho em hãy sinh nó ra và chăm sóc nó thật tốt coi như bù lại những lỗi lầm mà mình đã phạm phải được không em vân đã khóc rất nhiều nhưng dường như những lời tùng nói đã chạm đến trái tim của cô khát khao được làm mẹ của vân vẫn luôn cháy bỏng trong cô đứa bé này đến mặc dù không đúng lúc nhưng ở một khía cạnh nào đó nó lại chính là món quà mà cô luôn hằng mong mỏi một thời gian sau tùng và vân kết hôn họ quyết định sẽ giữ lại và sinh đứa bé này ra về phần mi sau khi nghe tin của tùng và vân cô đã không thể nào tin được vào sự thật nghiệt ngã này bạn thân nhất và người yêu của cô lại làm như thế sau lưng cô nỗi đau này my không có cách nào gồng gánh được cô cắt đứt liên lạc với mọi người ở việt nam mẹ my đã khóc nhiều vì sợ con gái nghĩ quẩn sẽ làm điều dại dột nhưng họ hàng ở cùng my đã hứa sẽ trông chừng và chăm sóc cho my chỉ biết my đã nhốt mình trong phòng rất lâu không ăn uống không nhận điện thoại dù vân đã cố gọi cho my cả tỷ lần Vân biết Cô làm gì đi chăng nữa Cũng không thể nào bù đắp cho mất mát mà mi phải chịu Sau lầm lỗi của Vân và Tùng Cuối cùng người chịu tổn thương nặng nề nhất Có lẽ là mi Giá như lúc đó Vân không uống say Giá như hôm đó Vân không sang nhà Tùng làm tiệc sinh nhật cho mi Giá như Vân vẫn luôn giữ được cái rào chắn vững chắc với Tùng Thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này nhưng cuộc đời mà Làm gì tồn tại hai chữ giá như Mọi sai lầm xảy ra Đều sẽ phải trả giá My và Vân đã cắt đứt liên lạc Hai người bạn thân luôn quấn quýt ngày nào Đã không còn giữ được tình bạn đẹp đẽ ấy nữa Cả hai trở thành hai người xa lạ Đã từng rất thân thuộc Khi chuyện Vân có thai với Tùng vỡ lẽ bố mẹ Vân đã trách cô rất nhiều. Họ chưa từng nằm mơ có một ngày đứa con gái ngoan ngoãn mà họ hết lòng tự hào lại trở về nhà với cái thai của người yêu bạn thân nó. Cũng vì lẽ đó họ lạnh lùng với Vân hẳn, không chỉ chiết nhưng cũng không hề mặn nồng với mẹ con Vân. Ngày Vân kết hôn, bố mẹ cũng chỉ ở đó lấy lệ rồi mau chóng rời đi khi các thủ tục hoàn tất. Vân cảm nhận rất rõ sự xấu hổ của bố mẹ về mình cô đã tủi thân biết bao. Nhưng dù gì cũng là do lỗi của cô mới thành ra cớ sự này Nên cô biết mình không có quyền gì trách bố mẹ cả Sau khi kết hôn Vân đến sống cùng gia đình Tùng Vì Tùng bảo dọn về ở chung với bố mẹ Để sau này sinh nở sẽ có người chăm sóc cho Vân Tùng rất ân cần với Vân, mặc dù đứa bé hiện tại là lý do duy nhất để hai người ở bên nhau, nhưng Vân vẫn âm thầm biết ơn Tùng vì đã không vứt bỏ mẹ con cô. Nhưng thái độ của gia đình Tùng đối với Vân thì lại không khá khẩm hơn là bao. đã bao lần Vân bất gặp ánh nhìn ghét bỏ của mẹ chồng nhìn mình, còn bố chồng thì chẳng hề nói chuyện hay hỏi han gì người con dâu bất đắc dĩ này cả. Vân biết gia đình Tùng ai cũng thương Mi và mặc định Mi chính là con dâu duy nhất của họ. Việc một người phụ nữ khác chen ngang vào đã khiến họ tạm thời không thể chấp nhận. Chưa kể người phụ nữ chen chân ấy lại còn là bạn thân của người, đáng lẽ phải là con dâu nhà mình. Họ có ghét cũng là điều đương nhiên thôi. Vân biết có thể tất cả những chuyện này là hình phạt mà ông trời dành cho cô nhưng đôi lúc cô vẫn cảm thấy mọi chuyện dường như đã quá sức chịu đựng nhưng vì con vì đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình cô đành phải nhẫn nhịn để con sinh ra có được một mái ấm đủ đầy chỉ cần vân có thể cầm cự rồi đến một lúc nào đó gia đình tùng sẽ có cái nhìn khác và học được cách chấp nhận cô vân đến nhà tùng đã một thời gian Mặc dù thái độ của bố mẹ chồng cô vẫn vậy Nhưng bù lại Tùng đối xử với cô rất tốt Nên Vân đã có thể phần nào quen được với nếp sống mới Cô đã mang thai đến tháng thứ năm Bụng vẫn chưa lớn lắm Nhưng sinh hoạt bây giờ đã có phần khó khăn hơn Ăn uống cũng chẳng được ngon miệng lắm Tùng thấy Vân không ăn uống được nhiều Thì đâm ra lo lắng Em này Mai đi khám xong, mình ghé siêu thị mua chút tổ yến cho em nhé. Thôi, em không ăn đâu, anh mua về mà ăn. Dạo này trông anh cũng hốc hác lắm đấy Hôm qua cơm em ăn cũng chẳng được bao nhiêu Sữa bầu lại uống có một nửa Ăn uống như thế làm sao một con khỏe được Nghe lời anh bồi bổ thêm vào Em nghĩ em sao cũng được Nhưng em cũng phải nghĩ cho con nữa Vân thở dài một hơi Nhưng cũng đành nghe theo lời Tùng Hôm sau hai vợ chồng sách về Nào yến, nào sữa Và đồ ăn vặt đầy cả một cốp xe Tùng phải gọi mẹ ra bê phụ vào Chăm như bà Hoàng ấy nhỉ có đứa con thôi mà làm nhá ghê gớm lắm ý. Mẹ Tùng vừa ra đến nơi, đã mặt nặng mày nhẹ với Vân. Dạ, mẹ cứ để con bê cho à. còn với anh Tùng bê được. Vân khó xử, nhìn mẹ chồng cứ hầm hè với mình. Thôi không dám, vợ vàng vợ ngọc của anh Tùng, tôi làm gì dám để cho con bê nặng nhọc Cứ để đấy, bà già này hầu cho chị. Mẹ Tùng đẩy Vân sang một bên, rồi nhanh tay gom lại đồ đạc còn trong cốp, đi thẳng vào nhà Vân huých vai Tùng một cái rồi trách Anh gọi mẹ ra làm gì thế Mình bê vào là được mà Thì em tránh bưng bê được thì tốt chứ sao Tùng nhăn nhó Anh không thấy mẹ khó chịu à Bình thường mẹ đã không thích em rồi Anh đừng có tạo cơ hội cho bà trách em nữa Mẹ nói có mấy câu thôi mà Em kệ bà đi Bà lớn tuổi rồi hay căn nhằn thôi Không có lần sau đâu đấy Vân thở dài rồi cũng theo Tùng vào nhà Vừa bước đến cửa đã nghe mẹ chồng lớn tiếng Ông xem con trai ông đấy Đem có loại phụ nữ mất nết đó sắp đội lên đầu rồi Bánh trái ăn cả ngày không hết Mà có đốt tiền mua thêm Còn danh đấy lại than vạn ốm ngén rồi chứ đâu Tôi còn lạ gì cái thói vòi vĩnh của nó nữa Bà lắm lời vừa Muốn chửi thì đợi đó chửa đẻ xong đã rồi chửi Cái chửa đó to lắm à Nó mà không dụ dỗ thằng Tùng Thì bây giờ con mi mới là dâu nhà này Hay ho gì lắm cái chửa danh ma đó Người yêu của bạn Mà cũng nững tay trên được Đúng là loại đoàn bà vô liêm sỉ Vân nghe rõ Những lời khó nghe thốt ra từ miệng mẹ chồng. Tùng đứng bên cạnh cũng chỉ lắc đầu rồi thở dài một hơi. Em cứ kệ đi, hơi đâu mà để trong lòng. Lên phòng trước đi, anh cất đồ vào bếp đã. Vân lặng lặng bước vào nhà rồi lên thẳng phòng trên. Mẹ chồng thấy Vân lặng lặng lên lầu, biết cô đã nghe được mấy câu ban nãy thì cũng chỉ liếc xoáy rồi biểu môi. Bà bớt nói lại vài câu đi, con Vân nó nghe thấy rồi đấy. Bố Tùng nhăn nhó trách vợ, tôi lại sợ nó à. Có gan làm thì cô con nghe người khác nói Bà hùng hổ với chồng Rồi quay sang đánh vào vai Tùng Còn mày nữa Đội nó lên đầu vừa thôi Tao bảo mày gọi cho con mi Mày đã gọi chưa Mẹ đừng có vậy nữa Con đã bảo bây giờ con với mi không có dính líu gì đến nhau nữa mà Tùng khó chịu Nhanh tay cất đồ Rồi quay lưng định rời đi ố oh, hay mà làm chuyện có lỗi với nó Thì gặp mà xin lỗi nó cho tử tế Mãi nó mới về nước tranh thủ cơ hội đi chứ Tùng tặc lưỡi, rồi mặc cho mẹ mình ầm ĩ mà đi về phòng, gia đình my và mẹ tùng vẫn thường xuyên liên lạc nên mẹ tùng biết được my vừa về việt nam thăm gia đình sau cái kỳ học đầu tiên của năm học mới mặc dù nói rằng đã không còn liên quan gì đến my nữa nhưng khi nghe tin my trở về lần đầu tiên kể từ sau chuyện đó tùng vẫn có một chút dao động và để tâm trở về phòng định nói cho vân nghe chuyện my đã về nhưng lại nhìn thấy vân đang đọc sách thai giáo Tùng mím môi rồi bỏ qua ý định đó của mình Có lẽ vì không muốn Vân bị kích động ảnh hưởng đến em bé Lại qua một thời gian Em bé đã được 6 tháng tuổi và là một bé trai khỏe mạnh Vân háo hức mong chờ từng ngày để được gặp con Hôm nay cô đi khám thai một mình Vì dạo này công việc của Tùng phải đi công tác khá thường xuyên Đợt này lại phải đi tỉnh 2 tuần liền Nên không đưa mẹ con cô đi khám được sau khi đi khám xong, sẵn tiện Vân đến quán cà phê để gặp một người bạn. Vân ơi, bên này này, người bạn vừa trông thấy Vân thì liền đứng lên vẫy tay ra hiệu cho Vân đến. Vân vui mừng đến chỗ người bạn mà đã lâu cô không gặp. Hạnh là đồng nghiệp cũ của Vân. Sau khi có thai, Vân quyết định nghỉ ở chỗ làm để tránh những điều tiếng không đáng có. Duy chỉ có Hạnh là vẫn quan tâm hỏi Han và giữ liên lạc với Vân. Hạnh khỏe chứ, đi công tác về đã chạy ngay ra đây vất vả quá. Ôi trời, chuyện nhỏ mà. Vừa đáp máy bay là tớ bắt xe đến ngay luôn, thấy tớ siêu không? Vân vừa đi khám về à, tháng thứ 6 rồi mà trông vẫn eo ót phết đấy. Thôi đừng có trêu tớ, dạn ra cả đây này, đi đứng cũng bắt đầu khó khăn hơn rồi. Khi nãy bắt xe đi khám mà cũng loay hoay mất một lúc cơ. Ông mà chồng đâu? Sao không đưa đi mà lại đi một mình thế? Ông ý đi công tác rồi, đợt này đi hai tuần lận cơ, nghe bảo là đi tỉnh mà cũng không biết đi tỉnh nào. Thế cơ à? À nhắc đi công tác đây, Hạnh nói rồi lấy lên một túi quà xinh xắn đưa cho Vân, quà cho cậu này. Trời đất, đi công tác vất vả lại còn mang vác quà cáp gì đây? Vân vui vẻ nhận lấy túi quà rồi mở ra. Sao nhiều thế? Toàn mỹ phẩm đắt tiền. Đến Hàn Quốc, đương nhiên phải mua mỹ phẩm rồi, cứ yên tâm dùng đi, toàn sản phẩm lành tính với phụ nữ mang thai đấy Cảm ơn Hạnh nhiều lắm Khi nào rảnh thì Vân mời Hạnh bữa cơm nhá Hàn Quốc chắc là đẹp lắm ha Có ảnh không đưa cho tớ xem với Ôi dào, nhiều bao la Vừa nói, Hạnh vừa rút trong túi ra chiếc điện thoại để lấy hình cho Vân xem Vân trầm trồ với những bức hình chụp tại Hàn Quốc của Hạnh đang hào hứng xem thì sự chú ý của cô lại va phải một tấm ảnh chụp tập thể xuất hiện những gương mặt rất đỗi quen thuộc. Ờ Hạnh Đây là Vân chỉ tay và người phụ nữ xinh đẹp Đang cười rạng rỡ trong tấm ảnh Hấm À ảnh này ấy, chụp hôm liên hoan giao lưu của chi nhánh Hàn Quốc Và chi nhánh Việt Nam hôm kia Bên đó là người của chi nhánh công ty Hạnh bên Hàn đấy Bạn nữ đó tên My thì phải Sao thế người quen à Vậy con người bên cạnh là Nghe bảo là người yêu thì phải Trông đẹp đôi nhỉ Vân đưa tay che miệng với vẻ bàng hoàng đầu cô như bị đánh một cú trời giáng người trong ảnh đích thị là mi và tùng nhưng tại sao hai người lại ở cùng một chỗ với nhau như vậy chứ tùng nói là đi công tác không lẽ là để bay sang tận hàn quốc với mi sao vân vân à sao thế sao cứ đơ cứng như người mất hồn à không có gì tớ nhìn nhầm người quen ấy mà hạnh này giờ tớ có việc chắc là phải về luôn đây khi khác có dịp mình gặp nhau nhé ờ um, À, ừ, vậy dịp khác gặp ăn bữa cơm nhé. Vân bắt xe về nhà. Trên đường đi, cô không ngừng nghĩ về hình ảnh mi khoác tay Tùng tỉnh tứ. Bức ảnh rõ ràng là vừa được chụp gần đây và Vân cũng không hề nhận lầm người. Cảm xúc trong cô thật sự đang rất phức tạp. Nó không phải là cảm giác ghen tuông đơn thuần vì cô biết rằng mình không yêu Tùng để có thể có được cảm xúc ghen tuông. Vân đang cảm thấy bất an và sợ hãi Nỗi đau vừa vơi đi của cô Giờ đây lại một lần nữa dâng tràn Mái ấm mà cô giải công xây dựng cho đứa con trong bụng mình Giờ đây đang có nguy cơ sụp đổ Trong lòng Vân như chết lặng Cô đã hy sinh quá nhiều để có thể đi đến ngày hôm nay Tất cả là vì con của mình Cô chỉ mong đứa trẻ có thể sinh ra trong một gia đình có đủ bố mẹ Và được lớn lên khỏe mạnh Cô khát khao cho con mình được lớn lên bình an Trong sự bao bọc và tình yêu thương gia đình vân dường như đã không còn đứa con gái là vân người bạn thân nhất cũng vì chuyện này mà rời xa cô vân giờ đây chỉ còn tùng là chỗ dựa là hy vọng duy nhất để con cô có thể ra đời bình an vậy mà giờ đây lại xuất hiện nguy cơ khiến cho mái ấm đó của cô vụn vỡ vân không cam lòng nhưng lại không hề có quyền oán thán vì sai ngay từ đầu cũng là cô Người mang tiếng phản bội bạn bè Để rồi ăn cơm trước kẻng cũng là cô Vân nuốt nước mắt ngược vào bên trong Cô cắn môi và thầm oán thán cho số phận của mình Có lẽ cô sẽ gọi và yêu cầu một lời giải thích từ Tùng Cô vẫn níu lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi Rằng Tùng sẽ có lời giải thích hợp lý cho việc này Và rồi gia đình của cô vẫn sẽ an toàn Mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó về nhà, vừa bước chân vào phòng khách, Vân đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ chồng mình. Vâng, chị cứ yên tâm, chính tôi mua vé máy bay thằng Tùng sang cơ mà. Vâng vâng, hai đứa gặp nhau lúc đấy, Âu cũng là còn duyên con nợ chả. ạ. À? Con mi mà về làm dâu được thì còn gì bằng nữa, còn con danh kia chị không phải lo. Đợi nó chữa đẻ xong xuôi, tôi sẽ giữ lại thằng cháu, rồi đuổi cổ nó ra đường ngay. Vân nghe không sót một chữ, thốt ra từ miệng mẹ chồng. Cô cay đắng nhận ra rằng cho dù cô có làm gì đi chăng nữa cái cách mà gia đình này nhìn cô sẽ mãi mãi không thay đổi nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng mẹ chồng mình lạm lòng tiếp tay cho chồng mình quay về bên tình cũ cơn uất ức và phẫn nộ tích tụ đã khiến vân không kìm lòng được nữa cô bước thẳng đến trước mặt mẹ chồng mình mà chất vấn mẹ sao mẹ lại làm thế với con Thấy Vân xuất hiện, mẹ Tùng thoáng có chút giật mình, nhưng rất nhanh, bà lấy lại vẻ bình tĩnh, bà cúp điện thoại rồi nhìn thẳng vào mắt Vân. Làm sao? Tôi làm gì chị mà chị cứ sừng cồ lên như rồi đấy hả? À? Làm gì sao ạ? Chính miệng mẹ đã nói ban nãy mà. Con biết cả rồi, việc anh Tùng bay sang Hàn và qua lại với My. Chị biết rồi thì sao? Phải, chính tôi đã sắp xếp cho hai đứa nó gặp nhau lúc con My về Việt Nam, và cũng là tôi mua vé máy bay bắt thằng Tùng phải sang đấy với nó đấy tại sao mẹ lại làm như vậy chứ hiện tại con mới là vợ hợp pháp của anh tùng mẹ không có quyền tiếp tay cho tùng làm chuyện sai trái với con sai cô mà có quyền nói chuyện đó ra với tôi à cô là người sai ngay từ đầu quỹ đạo nhà này đảo lộn là do cô đáng lẽ mi nó mới là con dâu của tôi nhà tôi và nhà mi mới là môn đăng hộ đối cái thể loại mưu mô xảo trá ăn không được thì đạp đổ như cô thì hay lắm à trước đây thằng tùng theo đuổi cô thì cô ngó lơ nó giờ lại đòi quyền lợi gì ở đây mẹ nói chuyện chẳng có lý chút nào cả lúc đó bọn con còn trẻ bây giờ con đã là vợ hợp pháp của anh tùng thì đương nhiên mọi chuyện phải khác chứ chưa kể con còn đang mang thai của con anh tùng là cháu của mẹ cô nghĩ cái thai thì to lắm à tôi nói cho cô biết luôn nhé cô sinh nó ra xong cô cũng cút ngay đi cho tôi con không đi mẹ không có quyền gì đuổi con cả con của con ở đâu thì con sẽ ở đấy con chán cái cảnh bị mẹ coi thường lắm rồi nếu con đi thì con sẽ đem theo con của con Nói xong, Vân quay lưng hậm hực bỏ lên lầu. Ờ, cái con danh này, mày muốn đi là đi, muốn ở là ở à? Tao chưa nói xong với mày đâu, mày đứng lại ngay đó. Mẹ Tùng chạy theo Vân. Bà chụp được cánh tay của Vân và rằng cô lại. Ai cho phép mày ăn nói với tao kiểu đó hả con kia? Đang đứng giữa cầu thang, lại bị rằng lại. Vân chới với, kêu oai oái. Mẹ, mẹ bỏ con ra, mẹ làm gì vậy, nguy hiểm lắm. Tao không bỏ, mẹ làm gì được tao? mẹ tùng giật ngược tay vân ra sau làm cho vân mất đà ôm theo bà ngã lăn xuống cầu thang lăn xuống bậc cuối cùng vân theo đà đập bụng thẳng vào tường mẹ tùng lúc này kêu la thì quay sang thấy vân đã nằm bất động bà hoảng sợ bò lại phía con dâu rồi lay mạnh vân mà làm gì đấy sao lại nằm ra đấy rồi nhưng lay mãi vân vẫn không trả lời Bà hoảng hốt lùi về sau, một màu đỏ thấm, nhuộm đỏ phần váy của Vân đập vào mắt bà. Bà run rẩy vội rút điện thoại ra gọi cho chồng. Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu đã đến và đưa Vân đang bất tỉnh đến bệnh viện. Tùng nghe tin, vội bắt chuyến bay sớm nhất để quay về Việt Nam. Gia đình Vân sau khi nghe tin đã vội vã chạy đến bệnh viện nơi Vân đã được chuyển đến. Vừa gặp mẹ Tùng, mẹ Vân đã lao đến. Con tôi bị sao thế hả bà thông gia? Sao lại ngã cầu thang thế này? Mặt mẹ Tùng lúc này đã tái nhợt, bà không còn sức để trả lời mẹ Vân nữa. Chỉ thấy mẹ Vân đi đi lại lại, không ngừng chắp tay cầu xin, ông trời phù hộ cho con bà được bình an. Bố Vân ở một bên thấy vậy, liền ôm vai trấn an vợ mình. Vân ở trong phòng cấp cứu, đã được hơn 2 tiếng, cánh cửa lạnh lẽo của gian phòng cấp cứu vẫn im lìm, không có dấu hiệu nào cho thấy được tình hình ở bên trong. Cuối cùng, sau gần 3 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ Vân bật dậy lao đến, "Bác sĩ, con con tôi sao rồi bác sĩ?" "Chị là người nhà bệnh nhân đúng chứ? Chị yên tâm, tuy mất rất nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy kịch sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng." Mẹ Vân thở phào nhẹ nhõm, bà ôm mặt khóc nức vì cuối cùng con gái bà cũng không sao, nhưng rất tiếc khi phải thông báo là chúng tôi không giữ được đứa bé tim thai đã không còn mạch đập khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu mà người nhà nén đau thương. Ngay được tin dữ, mẹ Tùng ngồi thụp xuống, bà nhìn đôi bàn tay đang run rẩy, chính đôi tay này của bà đã giết chết cháu mình. Bà ghét Vân nhưng lại chưa từng muốn làm hại đến đứa trẻ trong bụng của cô Giờ đây lại vì một sai lầm ích kỷ mà bà đã đẩy cháu mình đến chỗ chết Các người về đi Ở đây gia đình chúng tôi sẽ tự lo liệu Mẹ Vân lạnh lùng nhìn đến chỗ mẹ Tùng rồi nói, "Mẹ Tùng giờ đây chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình Vân nữa." Bà cùng chồng lặng lặng ra về. Vân đã hôn mê được một ngày một đêm, mẹ cô vẫn luôn túc trực bên giường để chăm sóc con gái. Bà nhìn đứa con gái bà yêu thương đang thoi thóp trên giường bệnh, lại khiến ruột gan bà quặn thắt. Từ lúc Vân lấy Tùng, cả nhà đã luôn lạnh nhạt với Vân. Đúng thật là bà đã rất giật con gái vì đã chữa trước khi cưới lại còn chữa với người yêu của bạn thân. Cảm giác xấu hổ và cái tôi của bà lúc đó đã khiến bà xa cách Vân hơn. Để rồi giờ đây nhìn đứa con gái ngoan ngoãn mà bà yêu thương nằm bất động với sáng vẻ xác sơ tiểu tụy lại khiến bà hối hận thật nhiều vì đã đối xử lạnh nhạt với Vân. Bà cầm khăn đúng vào chậu nước ấm sau đó chậm chậm lau tay cho Vân thật cẩn thận đến tầm chiều vân có phản ứng cô từ từ mở mắt một cơn đau nhói ập đến khiến đầu óc vân tê tái mẹ vân bừng rỡ khi thấy vân mở mắt bà vội đứng lên nhấn chuông gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho vân theo lời dặn vân con tỉnh rồi sao vân con làm mẹ lo quá đi mất vân nhìn sang thấy mẹ đang nhìn mình cô ngơ ngác hỏi sao mẹ lại đến đây thế con đang ở bệnh viện sao con không nhớ gì hết sao con đã bị ngã cầu thang đấy con bất tỉnh một ngày một đêm rồi ngã cầu thang ạ à? như chợt nhớ ra điều gì cô đưa tay lên sờ bụng rồi thẫn thờ mẹ con của con đứa bé không giữ được con à con đừng đau buồn quá con cái rồi sau này sẽ có lại thôi mà vân vẫn giữ tay đặt ở trên bụng không còn cảm nhận được sự sống lúc này vân mới bàng hoàng mẹ con mất con rồi con của con vân khóc nấc lên nước mắt cứ đua nhau chảy xuống ướt một mảng gối mẹ vân đau lòng nhìn cô rồi vòng tay ôm lấy con gái bà biết vân đang suy sụp đang vụn vỡ như thế nào đối với một người mẹ mà nói việc mất đi đứa con còn đau đớn hơn cả việc bị lấy đi một phần cơ thể con gái ngoan đứa trẻ đã hết duyên với mình rồi cứ để cho thằng bé đi con ạ à. con còn trẻ vẫn sẽ có cơ hội làm mẹ không sao cả có mẹ ở đây rồi Vân như tan xa trong vòng tay của mẹ Cô khóc như một đứa trẻ Gửi nỗi đau vào từng giọt nước mắt mặn mặn chát ùa ra ngoài như thác lũ Vân cứ khóc mãi cho đến lúc ngất lịm đi vì kiệt sức Mẹ Vân đau lòng Lén, lau nước mắt Càng nhìn con gái khổ sở bao nhiêu Bà lại càng trách bản thân Vì đã lạnh lùng với con gái bấy nhiêu Tùng đáp máy bay. Đã là 7 giờ tối, anh lao ngay đến bệnh viện trong đêm. Đến trước phòng bệnh của Vân, Tùng khựng lại vài giây, dường như ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Nhưng nghĩ một hồi, Tùng vẫn đẩy cửa đi vào. Bà Vân đang đút cháo cho cô, nhìn thấy Tùng, bà tức giận. Cậu còn mặt mũi đến đây sao? Vân thấy mẹ nóng giận, liền đưa tay lên, vỗ về. Mẹ, không sao mà, mẹ cho bọn con nói chuyện riêng một chút được chứ. Mẹ Vân không muốn nhưng chỉ đành thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Tùng đến gần giường bệnh rồi ngồi xuống cạnh Vân. Em thấy trong người sao rồi? Khỏe hơn rồi, chỉ là con không còn nữa. Anh biết rồi, bây giờ em bồi bổ cho khỏe đã. Còn thì sau này chúng ta lại. Không để cho Tùng nói hết câu, Vân đã ngắt lời. Chúng ta ly hôn đi. Tùng sững người, anh nhìn vào mắt Vân. Dường như ánh mắt đã tối hơn và có phần kiên định hơn bình thường. Vân à, anh và my vẫn chưa có gì cả bọn anh chỉ là quá khứ anh nhận ra rằng em mới là gia đình hiện tại của anh anh xin lỗi mình làm lại từ đầu được không em ngay từ đầu chúng ta kết hôn là vì đứa bé bây giờ đứa bé đã không còn nữa thì lấy lý do gì để tiếp tục chứ em nói gì vậy mình còn tương lai mà mình còn có nhau vẫn chưa quá muộn đâu em anh tùng nói em nghe anh rốt cuộc yêu em hay là my em hỏi gì thế anh bảo rồi mi chỉ là quá khứ của anh việc vừa rồi anh có qua lại với mi chỉ là do anh yếu lòng trong giây lát bây giờ đã không còn gì nữa em có thể bỏ qua sai lầm đó của anh được không đời người vốn không dài đến vậy đâu tùng ạ à. vân cười khẩy anh có nhiều cái sai lầm rồi trung quy lại thì anh cũng chỉ yêu chính bản thân anh mà thôi vậy nên anh có thể làm ơn tha cho em được không đừng đeo bám em nữa em không hề yêu anh chỉ vậy thôi Tùng cúi đầu, dường như đang suy nghĩ rất nhiều về điều mà Vân nói. Anh về đi, sau này cũng đừng tìm em nữa, cũng buông tha cho mi đi Tùng ạ, à. anh không xứng với cô ấy đâu, đừng đem tình cảm của người khác ra mà chơi đùa nữa. Một tuần sau, Vân xuất viện, việc đầu tiên cô làm là về nhà Tùng thu dọn hành lý và ký giấy ly hôn. Vân đụng mặt mẹ Tùng ở nhà, bà chẳng nói gì cũng chẳng dám nhìn cô. Vân lặng lặng xách vali về nhà bố mẹ mình. Sau lần ấy, Tùng đúng là không làm phiền Vân nữa, thủ tục ly hôn cũng tự mình sắp xếp gọn gàng. Vân phải đi điều trị tâm lý trong vòng 6 tháng, sau khi cô hoàn thành buổi điều trị tâm lý cuối cùng cũng là lúc cô quyết định sẽ đi du học tại Hàn Quốc. Cô thuê một căn phòng nhỏ gần trường học và xin vào làm thêm tại một cửa hàng mỹ phẩm cũng gần đó. Tính cách của Vân do bị ảnh hưởng từ biến cố mà trở nên trầm lắng hẳn đó là lý do cô chẳng có nhiều bạn bè vân cho rằng như vậy cũng tốt vì không có lý do gì để cô mở rộng vòng tròn bạn bè của mình ra nữa cả trái tim cô đã chịu quá nhiều tổn thương từ một đêm sai lầm trong quá khứ mọi cảm xúc trong cô dường như đã không còn được như trước đây nữa lại là một tối chủ nhật bận rộn như bao ngày chủ nhật khác vân hết ca xong là đã quá nửa đêm trời hàn quốc đã vào độ đông tiết trời này khiến cho những người như vân có cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết dù nói rằng là đã có quen với cô đơn nhưng việc trải qua một ngày mùa đông buốt giá như thế này một mình vẫn khiến vân cảm thấy xót thương cho chính mình cô tản bộ trên đường về nhà hàng quán và phố xá đã tắt đèn chỉ còn vân lặng lẽ đi bộ giữa trời đông giá rét và mịt mù tuyết trắng đang ngẩn ngơ đi thì một chiếc ô được mở ra trên đầu Vân. Vân giật mình quay lại thì thấy một cậu trai đang cười toe toét cầm chiếc ô che cho mình. Nhóc làm chị giật mình đấy, sao giờ này còn ở đây thế hả? Vân bật cười khi nhận ra người đó là An. An là nhóc hàng xóm ở chung khu nhỏ hơn Vân 2 tuổi về cùng là người Việt Nam nên Vân có nói chuyện đôi ba lần. Nhưng gần đây thì tần suất gặp An ngày một nhiều. An cao ráo, dáng người hơi gầy với nước da sáng và ánh mắt biết cười vô cùng thu hút. Gia đình của An vốn rất khá giả, mới đầu họ muốn cho An đến các nước châu Âu du học, nhưng vì An rất mê văn hóa Hàn Quốc nên đã chọn đến đây để học đại học. Trước đây, Vân vốn không để ý gì xung quanh cả, cũng không biết là từ lúc nào nhưng sự nhiệt tình của An đã thu hút sự chú ý của Vân từ khi vân đến đây an đã giúp vân rất nhiều việc ví dụ như nhận hàng giúp khi trời chuyển mưa cậu sẽ đem chăn gối đang phơi và giúp vân tiện tay vứt xác và ti tỉ việc nhỏ nhặt khác nữa dần dần thì hai người nói chuyện nhiều hơn và cũng nhờ đó mà trở nên thân thiết đối với vân mà nói an sống như một đứa em trai chung xóm ồn ào và nhiệt tình nhưng cũng rất đáng yêu chị đừng có đi khơi khơi giữa trời tuyết rơi như vậy nữa cái ô lần trước em đưa cho chị đâu rồi Chị cũng phải trẻ con Em nói nhiều quá đi Em nói nhiều như thế mà chị còn không nghe lời em đấy chứ Em vẫn chưa trả lời chị đấy Sao giờ này còn ở đây Em tăng ca Thôi đi em là đại gia ngầm mà Đi làm cho vui mà cũng tăng ca sao Em đã nói là chị đừng có gọi em là đại gia rồi mà Bố mẹ em giàu thật Nhưng mà em đã giàu đâu Vân bật cười lần nào cũng thế Nói chuyện với An khiến Vân cảm thấy rất thoải mái Phần vì em ấy là Đồng Hương, với cả tính cách của em ấy cũng rất cởi mở. Cái tính cách này lại vô tình khiến Vân nhớ đến một người. "Ngày mai chị có tiết học không?" đột nhiên An hỏi. "Hình như là không, sao thế?" An hào hứng rút ra từ trong túi hai vé xem phim, rồi phe phẩy trước mặt Vân, xong lại vờ vuốt ngược tóc ra sau, ra chiều ngầu lắm. "Mai đi xem phim với em đi." "À, phim mà chị nói với em là chị đang muốn đi xem mà." Đúng vậy, An quẹt quẹt mũi rồi cười Vì em nhớ chị bảo muốn đi xem Nên đã cất công đi mua đấy Chị có nên đồng ý không nhỉ? Vân trêu chọc Sao chị lại nói thế? An tiêu nghỉu Đi đi mà, công sức em xếp hàng đấy Đùa em à, vậy mai hẹn gặp em ở dạp phim nhá Không gặp không về Hôm sau, An hộ Tống Vân đến dạp chiếu phim Và cả hai người đã cùng nhau xem phim rất vui vẻ Lúc về, cả hai có ghé qua một quán quen gần nhà để ăn trưa hôm nay vẫn đông quá chị nhỉ Ờ, đồ ăn ngon là còn rẻ nữa Thì đông là đúng À, Tết này chị có về Việt Nam không? Em định mua vé sớm, gần Tết lại khó mua Chắc chị không về đâu Mãi mới đi được nên chưa muốn về Chị vẫn còn buồn chuyện cũ à? Buồn phiền gì chứ Cũng đã được một thời gian rồi Chỉ là không muốn về thôi Thế à? Vậy thôi chị ở lại cũng được Em sẽ về và đem nhiều quà sang Vân lặng lẽ Nhìn cốc cà phê trước mặt cô vô thức mân mê nó rồi thả cho tâm trí trôi theo những dòng suy nghĩ lững lơ đã hơn một năm kể từ khi cô đến hàn quốc vân đã quen với nhịp sống nhộn nhịp nơi đây tuy không có nhiều bạn bè và đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn nhưng nhìn chung là cô vẫn ổn cuộc sống giản dị trôi qua rất bình yên đây là tất cả những gì mà cô có thể mong mỏi vân và an kết thúc buổi đi chơi và quay về nhà cuộc sống lại tiếp tục và dường như Vân lại rơi vào cái vòng lặp tẻ nhạt như trước đây. Có lẽ cô không đủ can đảm để tiếp nhận thêm một biến cố nào trong cuộc đời mình nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Lúc này ở Việt Nam đã vào độ Tết, ở Hàn Quốc ăn Tết Trung thu lớn hơn là Tết Nguyên Đán nên không khí xung quanh cũng ít nhộn nhịp hơn so với Việt Nam. Hôm nay Vân có một ngày nghỉ và An lại kéo cô đi chơi hai người đến quán ăn quen thuộc An vẫn như thói quen kéo ghế ra cho Vân Không quên lấy thêm một chiếc ghế để Vân có thể để áo khoác và túi của mình lên Từ nãy Vân đã để ý mặc dù trông có vẻ vẫn tung tăng như mọi khi Nhưng có thể nhìn ra được hôm nay An có chút bồn chồn không yên Cả buổi hôm nay cậu dường như có vẻ thơ thẩn hơn Cũng không hoàn toàn tập trung cho cuộc nói chuyện của hai người Chị Vân này, đợt này về Việt Nam có thể em sẽ ở lại lâu đó chị An ngập ngừng mở lời Sao thế? Nhà có chuyện gì à? Sức khỏe của mẹ em không tốt lắm Nên em muốn ở nhà với mẹ một thời gian Vậy à? Ừ thôi, về chăm sóc mẹ đã Em định về bao lâu? Có thể là một năm Cũng lâu quá nhỉ Còn chị? Hừm, chị gì cơ? Chị sẽ ổn chứ Em nói gì thế? Vân phụt cười Chị lớn hơn em 2 tuổi đấy Có phải con nít đâu mà với cả chị ở một mình quen rồi có gì thay đổi đâu mà trông em lo lắng thế chị thì chỉ nói thì hay thôi vân nhìn an khó hiểu nhiều khi tên nhóc này rất khó đoán không biết được cụ thể nó đang nghĩ gì vân thở dài không biết tại sao nhưng vẫn bỏ lời chấn an cậu em đừng có lo lắng không đâu nữa chị em mình vẫn sẽ giữ liên lạc thường xuyên mà khi nào tôi bay về việt nam thế đầu tuần sau có chuyến sớm nên em sẽ bay về luôn cũng báo với chủ nhà rồi về mạnh khỏe nha cho chị gửi lời hỏi thăm hai bác nha thoát cái đã đến ngày tiến an ra sân bay sân bay lúc này đã tấp nập người vì là độ gần tết nên người Việt Nam tập trung khá là đông đúc chị nhớ là người ta thường sẽ giao hàng vào thứ bảy dạo này cũng không còn tuyết nhưng mà chị đừng có phơi chăn qua đêm nữa dính xương đắp vào người không tốt đâu À, mà đừng có tăng ca nhiều nữa, về khuya quá không an toàn, khu mình dạo này bắt đầu có nhiều vụ quấy rối lắm rồi đấy. An cứ thao thao bất tuyệt, dặn hết cái này đến cái kia. Vân đi bên cạnh chỉ lặng lặng nghe rồi thở dài, có lẽ cô không để ý thấy, ánh mắt của An nhìn mình lúc này mang vẻ quyến luyến đến nhường nào. Em tự kiểm tra xem mình có quên mang gì không đi, cứ lo lắng cảm giảm chị mãi nếu chị chú ý mấy cái đó hơn thì em đâu cần lo lắng không hơi như vậy làm gì chứ còn khoảng một tiếng nữa là sẽ đến giờ bay an phải đi qua cửa thủ tục và đợi ở cổng bay đi đi bây giờ chị phải luôn đây vân vẫy vẫy tay rồi định quay lưng đi thì an đã vội vã kéo tay cô lại sao thế vân nhìn an rồi nhìn đến nơi an đang nắm lấy cảm giác này có chút mới mẻ bầu không khí trong thoáng chốc lại trở nên ngại ngùng chị có thể đợi em không an nhìn vào mắt vân bản thân không tránh khỏi cảm giác căng thẳng nhưng vẫn gom hết dũng khí mà nói ra đợi em là sao cơ vân không hiểu nhìn an vẻ ngơ ngác em thích chị an nói ra nỗi lòng mình em biết yêu cầu chị điều này thật sự rất ích kỷ nhưng chỉ lần này thôi chị có thể đợi em về và đừng thích ai khác được không an vân bối rối an này chị rất trân trọng tình cảm của em nhưng mà đối với chị chị không cần từ chối em ngay bây giờ đâu an ngắt lời vân em biết chị không nhìn em như cái cách mà em nhìn chị nhưng mong chị có thể đợi đến lúc em về em sẽ theo đuổi chị một cách hẳn hoi nếu lúc đó chị vẫn không có tình cảm với em em sẽ bỏ cuộc nhưng mà em cũng biết chị có một đời chồng rồi mà có đúng không em còn trẻ em có quá nhiều sự lựa chọn tại sao em lại chọn quan tâm đến chị thích một người thì đâu cần lý do hôm nay em chỉ nói đến đây thôi chị đồng ý với yêu cầu này của em nhé đừng có thích ai khác và cho em một cơ hội khi em quay về được không vân ngập ngừng cô luôn cho rằng mình và an nương tựa nhau tại nơi đất khách này như một lẽ đương nhiên cô chưa từng nhìn đoạn tình cảm này dưới góc độ tình yêu nam nữ vân rất quý an tất nhiên là với tư cách một người bạn Lời tỏ tình đương đột này thật khiến Vân khó xử, nhưng cũng không có cách nào từ chối. "Thôi được rồi." Vân thở dài, nhưng chị không hứa trước được điều gì về những chuyện sẽ xảy ra khi em quay về đây đâu. "Giờ thì đi mau đi, người ta sắp đóng cổng thủ tục rồi." An vui mừng, kéo Vân vào lòng ôm lấy. Vân chưa kịp phản ứng thêm thì An đã nhanh chóng buông cô ra và kéo hành lý chạy tót về cổng làm thủ tục. Khi đi vẫn không quên quay lại vẫy vẫy tay chăm sóc bản thân cho tốt, đợi em nhé. Vân đỏ mặt, cơ thể vẫn cứng đờ trước cái ôm âu yếm chóng vánh của An. Đêm đó, về đến phòng, trái tim yên bình của cô cả đêm đập loạn, một cảm giác mà cô đã quên đi từ lâu, nghĩ đến cái ôm cùng lời tỏ tình vụng về, mang đầy sự nhiệt huyết của An lại khiến cô choáng váng. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Vân từ trường đến chỗ làm, từ chỗ làm về nhà rồi lại từ nhà đến trường vòng lặp tẻ nhạt đó vẫn không hề thay đổi vân từng nói sẽ tiếp tục duy trì cái vòng lặp tẻ nhạt này và không cho phép có thêm một biến số nào xuất hiện trong cuộc đời bình yên của cô nữa vân đã hoàn toàn không nhận ra rằng kể từ khi an xuất hiện cô đã một lần nữa cho phép một biến số không cố định xuất hiện trong cuộc đời của mình An xuất hiện bên cạnh của Vân rất tự nhiên Cậu nhiệt tình nhưng không xuồng xã Vô tư nhưng cũng rất tinh tế Vì An cứ xuất hiện như một lẽ đương nhiên như thế Khiến cho Vân xem sự chăm sóc của An Là một điều gì đó bình thường Mà không mảy may quan tâm đến dụng ý Trong những hành động nhỏ nhặt của chàng trai trẻ An lúc đầu không quá để tâm đến Vân, nhưng chứng kiến cuộc sống có phần tẻ nhạt và cô đơn của Vân lại khiến An chú ý đến cô hơn và muốn biết nhiều hơn về cô. Tiếp cận và dần dà quan tâm mà không biết từ lúc nào sự quan tâm đó đã dần trở thành thói quen của An. Những câu chuyện về cuộc đời không mấy suôn sẻ của cô đã chạm đến trái tim An. Bản năng của một người đàn ông thôi thúc khiến An muốn che chở nhiều hơn cho người phụ nữ mang quá nhiều vết xước trong trái tim như Vân. Ngày nhận tin mẹ ốm, An đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, về khoảng thời gian và cảm xúc của bản thân khi ở cạnh Vân. Cuối cùng đi đến một kết luận, cậu muốn trở thành người đàn ông của Vân, muốn che chở và bảo vệ cô, đem đến cho cô hạnh phúc cho dù rất sợ Vân sẽ thẳng thừng từ chối mình, sẽ không còn duy trì được mối quan hệ như hiện tại với Vân nữa, nhưng An vẫn đã nói ra, đã dũng cảm yêu cầu Vân đợi mình, đợi để An chứng minh được mình là người đàn ông có thể che chở cho Vân, là người đàn ông xứng đáng được ở bên cô. Một người ở Việt Nam, còn một người ở Hàn Quốc, nhưng trái tim của An không lúc nào là không hướng đến vân cậu luôn tranh thủ mọi cơ hội để có thể liên lạc với vân những tin nhắn vụng về những cuộc gọi thâu đêm và những món quà bất ngờ từ việt nam gửi sang chính là những thứ an dùng để gợi nhớ cho vân về mình khiến cho cô luôn nhớ rằng ở đây có một người luôn hướng về phía cô về phần vân mới đầu khi an rời đi cô nghĩ rằng mình hoàn toàn ổn lúc đó cô cố chấp nghĩ rằng an đối với mình chỉ là một người bạn một cậu em trai không hơn không kém. Nhưng dần dà, hình bóng của An cứ tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của Vân. Lúc quên nhận hàng, cô lại nhớ đến hình ảnh của An đang khệ nệ ôm đống đồ mà cô đặt để trước cửa nhà cô, rồi cào nhau. Cho dù luôn miệng cào nhau, nhưng lần nào cũng thế, An đều chủ động lấy hàng chuyển phát giúp cô. Hay khi cô quên lấy tấm chăn đã phơi từ tối để rồi nó thấm ướt sương đêm lại làm cô nhớ đến tấm chăn được gấp gọn đặt trong giỏ đồ sạch trước cửa phòng mình hầu như mỗi tuần. Cách An chăm sóc cô thầm lặng như thế khiến cho Vân không biết từ bao giờ đã vô tình dựa dẫm vào An rất nhiều mà bản thân cô lại không hề nhận ra. Giờ đây, Vân dường như đã nghĩ đến An nhiều hơn, cô luôn trông mong tin nhắn và cả những cuộc gọi của An. Bằng một cách nào đó mà cánh cửa đến trái tim đang dần héo mòn của Vân đã vô tình một lần nữa được mở ra An đã về Việt Nam được hơn 7 tháng, cả hai đều đã có những bước biến chuyển rõ ràng hơn trong tình cảm. Vân vẫn giữ lời hứa và đang đợi An quay trở lại Hàn Quốc chính thức theo đuổi cô. Hôm nay là cuối tuần. Vân ra ngoài mua sắm và đi siêu thị dự định nấu vài món ngon. Siêu thị hôm nay đông đúc hơn hẳn vì là cuối tuần, khó khăn lắm Vân mới mua được đủ nguyên liệu và thoát ra khỏi đám đông đang định mở điện thoại ra đón xe để về, một giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe thấy cất lên khiến Vân giật mình. Vân, là Vân đúng không? Vân quay đầu, nhìn đến chỗ phát ra giọng nói thì cô như chết lặng. Mi đang đứng đấy, nở một nụ cười rồi hồ hởi chạy đến bên cạnh cô. Những nỗi đau từ lâu đã ngủ yên, nay một lần nữa lại tìm đến đánh vào tâm trí Vân một cú choáng váng. Mi, lâu rồi không gặp. Vân khỏe không? Mình vẫn khỏe. Vân hơi cúi mặt như không dám nhìn thẳng vào mắt Mi. Thật không ngờ lại được gặp Vân ở đây. Sẵn dịp này mình tìm quán cà phê nào đó ngồi lại nói chuyện một chút được không Vân? Vân hơi so dự. nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Mi. Cả hai cùng đến một quán cà phê ngay dưới khu trung tâm thương mại gần đó. Vân sang đây làm gì thế? Mình đi du học diện thạc sĩ. Ôi thế à? Cũng đúng thôi. Vân học hành giỏi giang từ xưa rồi mà. Còn Mi thì sao? dạo này vẫn ổn chứ? Ổn, rất ổn là đằng khác. Tớ vẫn đang học tiếp chương trình đại học, nhưng có móc nối mở ra một công ty mỹ phẩm chung với đứa bạn. Làm ăn cũng khấm khá, nên giờ cuộc sống cũng vui vẻ lắm. Vậy à? Vân sang đây một mình à? Vất vả quá nhỉ? Ừ, sang đây một mình thôi. Học xong, Vân về Việt Nam hay ở đây định cư luôn? Vân định về, chứ bố mẹ cũng có tuổi cả rồi, không ai chăm sóc, lại tội trong bà lắm. Thế à? Vân vẫn chưa lập gia đình mới à? Mi hơi bất ngờ gia đình gì chứ giờ có nhiều chuyện phải lo quá vân chưa nghĩ tới vân bối rối trước câu hỏi của my vân này thật ra my vẫn luôn muốn liên lạc với vân từ sau chuyện đó à vậy sao nhưng vẫn là không đủ can đảm my dừng lại một chút vân này cho my xin lỗi nhé sao Mi lại xin lỗi my đâu có lỗi gì trong những chuyện đã qua đâu vân rối rít xua tay là do Vân không biết Mì đã có rất nhiều lỗi lầm với Vân Ngay từ thời mình còn là sinh viên Mì khuấy khuấy Linh nước ép Rồi hồi tưởng Lúc đầu Mì muốn tiếp cận Vân Vì Vân xinh đẹp lại rất giỏi Nên lúc nào cũng được các bạn nam vây lấy Thật lòng mà nói Thì Mì lại khó chịu lắm đấy Nhưng tiếp xúc rồi lại muốn thân thiết với Vân hơn Nhưng cảm giác ghen tị thì vẫn còn Chuyện anh Tùng theo đuổi Vân Mì biết từ lâu rồi Mì chỉ đơn giản muốn giành lấy anh ấy Để anh không còn thích Vân nữa nhưng dính nhau thật mới tài lúc nghe tin vân có thai với anh tùng my cũng suy sụp lắm my đã nghĩ rằng cả đời này cũng không thể nào thắng được vân cả nhưng my không bỏ cuộc sau thời gian đó my về nước rồi tìm cách liên lạc với mẹ anh tùng biết bà vẫn quý mình lắm nên my đã nhờ bà kết nối lại với anh tùng giúp my ban đầu chỉ là muốn qua lại với anh tùng một thời gian rồi đá anh ta để vân biết là my vẫn là kẻ chiến thắng nhưng nào có ngờ sự việc lại đi xa đến mức ấy con của vân vân bàng hoàng nghe mi kể lại sự việc không thể tin được người bạn thân vốn luôn kể cận lại mang lòng đố kỵ và nhẫn tâm với mình đến thế sao mi lại ngựa đối xử với vân như thế mi làm tất cả những chuyện đó chỉ để chứng minh mi là người chiến thắng sao mi ơi cả cuộc đời của vân đều bị hủy hoại thì ra người tiếp tay hủy hoại cuộc đời của Vân trước giờ vẫn luôn là Mi sao Vân Vân bình tĩnh Mi chỉ là bồng bột thiếu thắng Mi không có ý muốn hãm hại Vân hay con của Vân đâu Mi bối rối, cô muốn giải thích, muốn biện minh cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình nhưng lại không thể nói thêm được điều gì nhưng mà con của Vân chết rồi hy vọng duy nhất để được hạnh phúc của Vân lúc đó đã chết Mi có biết Vân đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào không? Vân đã tự xem bản thân như một tội đồ Mình đã thấy có lỗi với mi biết mấy Vậy mà mi sắp tâm làm ra những chuyện đẩy mẹ con Vân lên bước đường cùng Chỉ để thỏa mãn cái bản tính hiếu thắng của mình thôi sao Vân đứng dậy, loạn choạng bước đi mi đứng lên, định giữ Vân ở lại Vân, Vân, mi đừng nói gì nữa Vân muốn được yên Thả mi đừng nói ra cái sự thật tàn nhẫn này còn hơn Nói rồi, Vân bỏ đi, vừa đi vừa khóc Nước mắt giàn rụa trên gương mặt khổ sở Nỗi đau mất con Tưởng đã được xoa dịu Nay một lần nữa lại tìm đến xé nát tâm can vân Cô vất vưởng trên đường như mất trí Đi đến lúc đôi chân dã rời Cô ngồi thụp xuống bên vệ đường Mà gục mặt khóc Vân biết mình vẫn luôn là người sai Trong câu chuyện này Nhưng cô nằm mơ cô cũng không thể nào ngờ Người gián tiếp đẩy mình đến bước đường này Lại là người bạn thân Mà cô vô cùng trân quý Nỗi đau lại một lần nữa dày vò người phụ nữ tội nghiệp Vân khóc đến ngất đi trên nền đất lạnh Rất may cô được mọi người xung quanh phát hiện và đưa đến bệnh viện Sau một đêm cô được xuất viện và về nhà Vân lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng Trái tim được băng bó tạm thời của cô Một lần nữa lại rách toạc Cô dường như đã không còn là chính mình nữa Cô không ăn, không uống, không đi học cũng chẳng đến chỗ làm Cô không nhận điện thoại của bất kỳ ai, cô tự giam mình và nỗi đau đang đè nén trên trái tim đã nát vụn. An đã ra sức gọi điện cho Vân, nhưng cô không trả lời, cậu như muốn phát điên vì lo lắng. An nhờ một vài người bạn ở Hàn Quốc tìm đến chỗ làm của Vân và hỏi han tình hình thì biết được mấy ngày trước cô bị ngất phải vào viện và đã không đi làm từ hôm đó. An quyết định đặt vé máy bay để bay sang Hàn Quốc tìm Vân ngay trong đêm. Khi đến được sân bay, đã là 2 giờ sáng. An lao như bay ra đường, cậu bắt một chiếc xe và đi thẳng đến nơi mình từng sống. Đến nơi, An hối hả bấm chuông cửa phòng Vân, nhưng vẫn không một phản hồi. Cậu sốt ruột, cố nhớ lại mật khẩu cửa phòng trong vài lần vô tình thấy Vân bấm. An bấm thử mật khẩu lần một, tang không đúng. Cậu cố bấm lần hai, tang vẫn không đúng an lại chấn an bản thân, cậu cố nhớ thật kỹ rồi đưa tay ấn mật khẩu lần ba. Tinh, cuối cùng cũng nhập đúng, cánh cửa mở ra, cậu lao ngay vào nhà, Vân, chị đâu rồi Vân? Trong phòng không một tia sáng, khắp nơi ngổn ngang đồ đạc vất lung tung. An nhanh chân chạy đến phòng ngủ, cậu mở cửa phòng, hình ảnh Vân đang co ro, so, nằm trên giường đập vào mắt An. Cậu xót xa chạy đến, nâng cô lên trong vòng tay của mình Vân mở mắt ra nhìn em, An đây mà, em đến rồi. Vân chậm chậm mở mắt, hơi thở có phần yếu ớt nhưng vẫn nhận ra được giọng nói quen thuộc. Cô khổ sở nở một nụ cười rồi đưa tay lên sờ vào mặt An. An là em à? Sao em lại ở đây? Chị bị sao thế? Sao không nghe máy của em? Sao người ngợm lại dân nung nỗi này? Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ nhớ rằng mình đã thiếp đi rất lâu. Khi tỉnh lại thì chị đã thấy em ở đây rồi có em ở đây thật tốt chị đã không ra ngoài mấy ngày cũng không chịu ăn uống gì cả đúng chứ sao chị cứ hành hạ bản thân mình như thế an vừa nói vừa nắm lấy tay vân nước mắt đã ràn rụa trên gương mặt thanh tú vân ngơ ngác lại đưa tay lên sờ đến mặt an dòng nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà chảy dài trên bàn tay vân em khóc sao em khóc vì chị không nghe lời em à phải chị cứng đầu vừa thôi chứ thể trạng đã không tốt lại còn có cái sở thích ngược đãi bản thân an không để vân nói gì thêm cậu bế cô bắt xe rồi đến bệnh viện suốt cả quãng đường mắt vân nhắm nghiền và yên vị nằm trong vòng tay an an xót xa vuốt ve gương mặt hốc hác của vân thầm trách bản thân đã không thể xuất hiện sớm hơn trách bản thân đã để vân một mình đến bệnh viện vân được truyền nước và dịch dinh dưỡng bác sĩ nói cô bị ảnh hưởng tâm lý và suy nhược cơ thể cùng lúc mặc dù không nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng cần nằm viện thêm vài ngày để theo dõi thêm an hoàn tất các thủ tục nhập viện cho vân và quay về phòng bệnh của cô vân bấy giờ đã tỉnh cô ngồi dậy dựa người vào thành giường vân đưa mắt nhìn ra cửa sổ lại là ánh nhìn xa xăm đó An mở cửa bước vào, thấy Vân đã tỉnh và đang đăm chiêu nhìn ra ngoài. An thở dài một hơi rồi đi tới, "Chị thấy trong người sao rồi?" Vân chậm chậm xoay đầu, nhìn An rồi nở một nụ cười, "Chị thấy ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn em." An khuấy tô cháo, mình vừa mua được lên, định ngồi xuống đút cho Vân ăn, không quên cằn nhằn, "Em đã bảo là chị phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, chị lại để bản thân ốm đến bức này, đây em đút cho chị chút cháo nhé, phải ăn vào thì" An này, hay là mình đừng gặp nhau nữa nhé vân xen ngang câu nói của an đưa ánh mắt nhìn đến nơi khác chứ không nhìn cậu an dừng lại cậu tưởng mình nghe lầm chị nói gì thế chị nói mình đừng gặp nhau nữa từ nay và về sau hãy xem như mình là một ký ức đẹp của nhau thôi là được rồi chị không muốn em dính líu gì đến cuộc đời bất hạnh này của chị nữa đột nhiên chị làm sao thế em không muốn đó là em còn chị thì muốn như vậy an à như vậy sẽ tốt hơn cho em em còn trẻ lại rất có triển vọng đừng vì một người phụ nữ đã lỡ một chuyến đò như chị mà lãng phí tương lai của em em hoàn toàn có thể gặp được một người tốt hơn một người xứng đáng với em hơn mà em không cho phép chị quyết định thay cho cuộc đời em như vậy sao chị lại nghĩ chị không xứng đáng với em an xiết lại nắm tay cậu cảm thấy tức giận vì vân vẫn luôn xem thường bản thân như thế chị đã có một đời chồng chị đánh mất đi đứa con của chị Chị có một cuộc đời tối tăm Sao em cứ phải chọn một người như chị Đừng thương hại chị nữa Và đi tìm một người mà em thật sự yêu đi Em yêu chị An khẳng định Em đã, đang và sẽ yêu chị Em không cần biết chị coi thường bản thân mình như thế nào Vì trong mắt em chị vẫn luôn làm một người phụ nữ tuyệt vời Chị luôn dịu dàng và bao dung với tất cả mọi người Ngoại trừ chính bản thân chị Đó là khuyết điểm duy nhất mà chị có và em ở đây để trở thành người có thể dịu dàng, bao dung với chị Có thể chị chê em trẻ con và bồng bột Nhưng em cũng đã 24 tuổi rồi Em có suy nghĩ và quyết định của riêng em Và em có thể tự tin nói rằng Em muốn được trở thành người đàn ông của chị Vậy nên đừng đẩy em ra xa nữa Vân à Hãy để em ở bên yêu thương và chăm sóc cho chị được chứ Vân nghẹn ngào Thì ra trong mắt An Cô chưa từng bị coi là một người phụ nữ Đã lỡ một chuyến đò Trong mắt An cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ không biết yêu thương chính mình và An xuất hiện để trở thành người có thể yêu thương và bao dung cho cô. Vân bật khóc, cô ôm mặt mà nức nở. Chị không muốn trở thành một người ích kỷ, chị không muốn cướp đi tương lai của em như cái cách người ta cướp đi tương lai của chị. An vội vã ôm lấy Vân vào lòng mà vỗ về. Tương lai của em là do em lựa chọn và em đã quyết định chọn đi cùng chị vì chị xứng đáng chỉ vậy thôi. Vân đáp lại cái ôm của An. Chị được phép ở bên cạnh em chứ. Chị nhận ra rằng chị cũng thích em. Vinh hạnh đó là của em. Chị đồng ý làm bạn gái em chứ. Vân mỉm cười hạnh phúc. Cô gật đầu. An nâng cầm cô lên rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Sư vị tình yêu ngập tràn khiến cho cô tạm thời quên đi nỗi đau đang giày xéo tâm can mình. Ba ngày sau đó Vân được xuất viện. Vân và An cũng bắt đầu hẹn hò chính thức mặc dù đã có một đời chồng nhưng đây mới là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của vân vân tạm gác lại chương trình thạc sĩ và trở về việt nam cùng an cô đã quay lại điều trị tâm lý và có những chuyển biến vô cùng tích cực an cũng rất hài lòng vì vân đã rất hợp tác với các bác sĩ trong lần trị liệu ngày vân trở về ở cùng với gia đình bố mẹ vân rất vui khi thấy con gái có thể mở lòng một lần nữa họ cứ cảm ơn An dối rít vì đã quan tâm chăm sóc cho con gái họ. Cuộc sống của Vân lại trở về quỹ đạo, nhưng là một quỹ đạo hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Thời gian cứ dần trôi, Vân và An đã ở bên nhau 3 năm, họ đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm vô cùng hạnh phúc. Đối với Vân mà nói, An chính là món quà mà ông trời đã gửi tặng cho Vân để bù đắp cho những năm tháng cô vật vã và khổ sở với cuộc đời vào một chiều thu tháng 10, Vân vừa hoàn thành xong buổi tham vấn trị liệu tâm lý cuối cùng của mình. Cô hào hứng về nhà và sửa soạn trải chuốt. Hôm nay, Vân có một buổi hẹn hò với An. An bảo sẽ đặc biệt đưa cô đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng kỷ niệm yêu nhau 3 năm của họ. Nhà hàng tọa lạc tại một nơi khá xa trung tâm thành phố. Hai người đã mất một khoảng thời gian lái xe để đến được đây. Ôi đẹp quá đi mất Vân reo lên đầy thích thú Khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt Khu vực ăn uống được bố trí nằm sát bên bờ biển, ánh đèn vàng ấm áp như quyện vào, cùng làn sóng vỗ dì rào. Vân nhắm mắt lại tận hưởng không khí mát lạnh của biển đêm, thật dễ chịu. Anh biết em sẽ thích mà. An đến bên cạnh và khoác chiếc áo vét ngoài của mình lên đôi vai trần của Vân. Có vẻ lạnh, em khoác vào đi. Nhân viên dẫn hai người đến khu vực bàn đã được đặt trước. Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt háo hức bàn ăn đã được trải khăn trắng với họa tiết gen nhã nhặn. Trên bàn bày hai bộ chén nĩa, dao thìa cùng với một chiếc nến lung linh được đặt ngay giữa. Ở đây thật sự đẹp quá, làm sao anh biết chỗ này thế? Đây là nhà hàng của bạn anh, bình thường khó đặt chỗ lắm. Thế anh siêu không? Vâng, anh để siêu nhất rồi, em đói bụng quá, mình gọi món được chưa? À, anh gọi trước vài món rồi, họ đem ra ngay ấy mà. An vừa dứt lời, người nhân viên đã đi đến và đặt xuống bàn hai món bánh ngọt. Vân hết nhìn chiếc bánh xinh xắn trên bàn Rồi lại nhìn đến An với vẻ mặt khó hiểu Sao họ lại đem tráng miệng ra trước vậy nhỉ Hay ở đây ăn khai vị bằng đồ ngọt thế anh Nhìn vẻ mặt hoang mang của Vân An phì cười Chắc là vậy rồi Thôi kệ ăn đi đã Em bảo nó đói lắm rồi mà Vân nghe vậy thì tặc lưỡi cho qua Dù gì đồ ăn thì đều cho vào bụng cả Không nên quan trọng thứ tự quá Vân cẩn trọng cầm dao cắt xuống chiếc bánh Ở giữa liền chảy ra một dòng sô-cô-la đen đặc quánh Vân cầm thìa định múc xuống một muỗng Thì lại cảm giác được một vật cứng chắn giữa muỗng và chiếc đĩa Vân cẩn thận nhìn xuống và dùng thìa múc vật cứng kia ra giấy ăn Anh xem này, trong bánh của em có cái gì ý? Hình như bếp bất cẩn làm rớt cái gì vào rồi Cái gì thế? An nhìn xuống nơi Vân chỉ đến Sô-cô-la dính đầy cả không nhìn ra được Em lau xem thử là cái gì? Vân cẩn thận thấm dưới ăn và lau chùi vật kia rất nhanh một vật màu bạc sáng lấp lánh lộ ra ơ ờ, vân cầm vật mình và lau chùi lên xem thử là một cái nhẫn sao an bất ngờ đột nhiên đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của vân an lấy chiếc nhẫn trong tay rồi quỳ một chân xuống vân vội vã đứng dậy cô ôm lấy mặt và dường như hiểu được điều sắp xảy ra an vụng về rút từ trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn mở ra rồi chậm chậm đọc vân thân yêu Chắc em bất ngờ lắm đúng không? Anh đã thức mấy đêm liền để nghĩ ra những lời mà anh sẽ nói trong giây phút quý giá này. Anh sợ sẽ quên mất nên đã ghi lại. Có chút thiếu chuyên nghiệp khi đọc nó như vậy, nhưng hãy thông cảm cho anh nhé. Mình gặp nhau một cách tình cờ, nhưng anh tin rằng việc gặp được em trong cuộc đời này chính là một sự an bài hoàn hảo của số phận. Thời gian vừa qua ở bên em đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng thật may mắn chúng ta vẫn đang ở bên nhau. Em có nhớ không? lúc vừa gặp nhau, em còn chẳng hề để ý đến anh. Ấy vậy mà cũng chẳng biết từ lúc nào, em đã dần trở thành một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Anh vẫn đang học cách yêu em nhiều hơn. Anh nhỏ hơn em 2 tuổi nên vẫn có nhiều thứ cần học hỏi lắm, nhưng anh có thể khẳng định với em rằng, anh chính là người đàn ông đáng để em tin tưởng và là người đàn ông khiến em có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, có thể chăm sóc em lúc ốm đau và cùng em đi qua mọi gian khó trên cuộc đời. An dừng lại một chút, giọng nói trở nên run run vì xúc động. Vân ân cần nắm lấy dây An và cổ vũ anh có thể tiếp tục. Vậy nên, Nguyễn Đoan Ngọc Vân hãy đồng ý làm vợ anh nhé. Vân vỡ hòa, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ôm chầm lấy An rồi nói to và dõng dạc ba chữ. Ba chữ bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc của mình. Em đồng ý. Mọi người xung quanh thì bắt đầu hò reo hưởng ứng. An đứng dậy ôm Lê Vân rồi xoay cô lấy một vòng, cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong cơ thể. Họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Vậy là một màn cầu hôn thành công mỹ mãn đã diễn ra. Bốn tháng sau đó, An và Vân chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người ngày diễn ra đám cưới, Vân khoác lên mình một chiếc váy đuôi cá màu trắng, ôm sát, tôn lên đường cong mềm mại của cơ thể cô. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng, điểm xuyết bằng một cành tự đằng trắng muốt. Vân bước ra từ phòng dành cho cô dâu, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, càng làm tôn lên những đường nét thanh tú an ngơ ngác nhìn vân trong bộ váy cưới một hồi lâu trái tim không ngừng nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực cảm giác lúc này hệt như lúc an gặp vân lần đầu tiên khi còn ở hàn quốc anh nghĩ rằng mình chính là người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhất trên đời em đẹp lắm An vừa nói vừa đưa tay đỡ Lê Vân đang bước tới. Vân ngượng ngùng khuôn mặt phím lên một tầng hồng nhạt. Cả hai tiến đến khu vực sảnh để chờ khách khứa. Họ bận rộn tiếp đón dòng người đang nườm nượp kéo đến. Họ hàng gần xa và cả những người bạn lâu ngày không gặp cũng đến chúc phúc cho đôi uyên ương. Dù cho đã làm đám cưới lần thứ hai, nhưng lần này Vân mới có thể tự tin rằng đây mới thực sự là đám cưới mà cô Hằng mơ ước bỗng từ trong đám đông xuất hiện một dáng hình quen thuộc lấp ló rồi quay đi mất. Vân để ý nên bảo an rằng mình xa đây một chút rồi sẽ quay lại. Chạy theo một lúc vẫn không thấy người kia có dấu hiệu dừng lại. Vân gọi với theo mi gượm đã. mi dừng lại do dự một lúc rồi mới quay lại phía sau vân chạy đến suy nở một nụ cười mi ngơ ngác nhìn dáng điệu xinh đẹp của người bạn thân khi nãy chỉ dám đứng từ xa nhìn giờ thì nhìn gần lại càng phải cảm thán rằng hôm nay trông vân mới thật lộng lẫy làm sao sao lại không vào vân hỏi dáng điệu vờ như trách móc mi 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 không dám đối mặt với vân nên chỉ dự định đến nhìn một chút rồi đi ngay mi cúi mặt đan tay vào nhau đầy bối rối vân nắm lấy tay của mi nhưng mi cũng đã ở đây rồi không phải sao mi này ai cũng có sai lầm cả quan trọng là mình đã dũng cảm đối mặt với nó rồi mọi chuyện cũng ổn rồi mà có đúng không vân không còn giận mi nữa à mi rưng rưng nước mắt không, ánh mắt Vân trông thật nhẹ nhõm. Vân đã không còn giận nữa, dù gì mi cũng là một người bạn rất quan trọng đối với Vân, đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, quá khứ đã không thể quay lại, quan trọng là chúng ta có thể nhìn nhận lỗi lầm và thay đổi, mình lại làm bạn nhé. Mi, mi hổ thẹn với bản thân quá, mi có xứng đáng được tha thứ không? Mi vẫn bối rối, chính bản thân cô cũng khó lòng mà tiếp nhận được sự bao dung của Vân sau những chuyện đã qua. Không có gì là không xứng đáng cả Phải có những sai lầm đó thì mới có tụi mình ngày hôm nay được mà Mi vào đi Hôm nay là ngày vui của Vân Vân thật lòng rất hạnh phúc vì Mi đã đến chung vui trong ngày trọng đại này Mi bật khóc rồi ôm chầm lấy Vân Xin lỗi Vân nhiều lắm Mi tệ quá Cảm ơn Vân đã cho Mi một cơ hội được làm bạn với Vân một lần nữa nhé Đám cưới diễn ra trong không khí náo nhiệt, ngập tràn lời chúc phúc của mọi người. Một năm sau đó, gia đình Vân và An chào đón đứa con đầu lòng của họ, một cái kết viên mãn cho một người phụ nữ đã lỡ một chuyến đò và là bài học quý giá rút ra được từ những sai lầm của tuổi trẻ. Cuối cùng, Vân đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, cuộc đời hạnh phúc đáng lẽ cô phải được trải qua ngay từ đầu quý vị và các bạn thân mến cuối cùng thì sai lầm của tuổi trẻ cũng trở thành quá khứ vân và my đã trở lại thành đôi bạn vân đã vượt qua bóng đen tâm lý để quay trở lại với cuộc sống hạnh phúc tự biến mình thành trà xanh thành kẻ cướp người yêu của bạn bị coi thường khinh rẻ trong mắt người đời sai lầm trong một đêm không chủ ý lại khiến cho hậu quả thật đáng sợ bài học ấy có lẽ chẳng cô gái trẻ nào muốn trải qua các bạn hãy cùng audio chuyện hay trao đổi cảm xúc về các nhân vật trong câu chuyện trong phần bình luận nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại